Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị My Nhi trên Zoom. Dạ, con thưa sư, nếu trong lúc ngồi thiền niệm hơi thở, có những hình ảnh xúc phạm, dung tục cực kỳ xúc phạm đến Đức Phật và Tăng, mặc dù con không muốn, không có tác ý, nó hiện đến rất nhanh, con rất muốn xóa những hình ảnh đó, nhưng nó vẫn hiện tiếp, nhiều kiểu khác nhau, thì đó có phải là nghiệp xấu của mình không ạ? Điều này thỉnh thoảng bị và con bị đã mấy năm nay rồi. Bất cứ khi nào con tập trung thiền chuyên cần sẽ bị. Con rất sợ mình sẽ gây ra nghiệp. Vậy con cần phải làm gì ạ? Con xin chiên sư ạ. Đấy nó là một cái loại nghiệp chướng. Tức là nó làm đang chướng ngại cái con đường tu tập của mình. Như là một cái nghiệp chướng nó cố tình nó chống phá lại cái tâm thiện của mình. Nhưng mà cái người nào khởi lên cái tư tưởng ấy luôn luôn quan sát rằng cái tâm này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cái thứ hai nữa là mình đừng có chú trọng quá. Đừng có, trong lúc hành thiền cái tâm lý của mình nó thản nhiên một chút. Đừng khởi lên cái đức tin quá lớn, quá mạnh. Đừng khởi lên cái tâm nó thái quá, tức là mình quan trọng hóa vấn đề quá. Nhờ cái đức tin nó mạnh quá, nó lấn át mất cái lý trí, mất cái trí tuệ là nó hay sinh ra những cái tâm tiêu cực như vậy, tâm lý tiêu cực như vậy. Nên là lúc ngồi thiền phải giữ được cái tâm xả, phải giữ được cái tâm thản nhiên, giữ được cái tâm tự nhiên một chút thì nó sẽ bớt bị những cái chướng ấy đi, những cái phiền não chướng đó. Thì vậy cho nên được gọi là phiền não ma là vậy đấy. Có những cái phiền não nó là ma chướng, những cái ma chướng nó sinh ra ngay trong nội tâm của mình ấy. Nó đang làm chướng ngại mình, nó đang phá hoại cái tâm đạo tâm của mình. Thì mình gặp những cái chướng ngại đấy thì mình phải cố gắng kham nhẫn và cứ vượt qua, đừng sợ hãi nó và cũng đừng có đi theo nó, cứ thản nhiên bình thường, đừng bị nó dọa như vậy mà mình sợ và mình cứ giữ cái tâm thản nhiên ấy, đừng đừng có ấy quá, đừng có khởi lên cái tín tâm cao quá thì nó sẽ bớt cái hiện tượng ấy đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Khanh Túc. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con có khúc mắc về vấn đề nói dối. Dạ, có phải chỉ cần nói không đúng sự thật, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều cấu thành tội nói dối phải không ạ? Trong đời sống tại gia, có đôi khi con quyết định nói dối, bởi sau khi suy nghĩ về việc đối phương biết sự thật là không tốt cho hai phía, dễ khiến họ trở nên tiêu cực, buồn bực rồi khẩu nghiệp. Nhưng bản thân con vẫn thấy có lỗi và sám hối về hành vi đấy ạ. Con thành kính chiên sư ạ. Cái liên quan đến lời nói thì có những cái lời nói thật cũng không nên nói ra. Có những lời nói không thật cũng không nên nói ra. Nó biết tùy thời tùy lúc. Tức là cái lời nói, đôi khi một cái lời nói thật nói ra rất tai hại, rất nguy hiểm. Thì những cái lời nói ấy không nên nói ra. Đôi khi một cái lời nói nó không đúng với sự thật, nhưng nó vì cái lợi ích, đem lại cái sự lợi ích cho một cái người nghe đấy thì mình có thể có những lúc cần phải nói dối để vì cái người nghe ấy tránh được những cái sự nguy hiểm không đáng có. Vậy thì trong cái giới nói dối không một nản phải căn cứ vào cái việc nói dối đem lại cái nguy hiểm, đem lại cái sự tức là đem lại một cái sự bất lợi cho ai đó, tức là cái giới nói dối đem lại sự tổn hại đến cho người nghe thì mình sẽ phạm nói dối. Còn cái nói dối ấy nó không đem lại sự tổn hại và đem lại lợi ích thì nó lại không không phạm vào nói dối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hường. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con chưa quy tam bảo, nhưng con muốn thọ trì bát quan trai giới. Do công việc của con làm ca ngày, ca đêm lên giới thứ 8 con chưa thực hành được. Con chỉ thọ trì được 7 giới thì có công đức không ạ? Con mong sư từ bi chỉ dạy. Con thành kính tri ân sư ạ. Có công đức. Điều đó đem lại, cũng đem lại một cái công đức. Mặc dù nó không tuyệt đối trọn vẹn thành tựu được cái bát quan trai giới, chưa thành tựu được cái thánh hạnh của một cái người, tức là cái bát quan trai giới nó không có thành tựu trọn vẹn. Nhưng mà mình đã thành tựu được
được cái giới thu thúc đấy rồi thì cũng rất là tốt, đem lại cái lợi ích lớn, công đức lớn. Nên vì vậy nên là giữ được bảy giới thôi thì cũng có những cái lợi ích của bảy giới đấy rồi. Như vậy là cũng tốt. Nếu mà chưa có đủ điều kiện thì cứ thọ trì như vậy cũng được. Thì cái đấy cũng không gọi là bát quan trai giới được, nhưng mà có cái sự giữ gìn, có cái sự ni tham ni dục cao độ, và nó cũng sẽ là cái nhân để mình tăng trưởng cái đạo tâm, tăng trưởng cái phước lành, tăng trưởng công đức. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi làm sao để dứt trừ tâm lão hại xúc phạm người khác ạ? Có một lần con được gặp một vị sư, con rất cung kính, nhưng vô tình tự khởi lên tâm xúc phạm đến vị sư ấy, làm con thấy áy náy trong lòng tới bây giờ ạ. Con xin tri ân sư ạ. Cái việc mà mình quá là hay suy xét thì nó cũng sinh ra cái tâm xúc phạm. Đó là khi mình mình quá là quan sát, nó quá là soi mói sâu sắc đến mọi hành động, mọi lời nói, mọi cử chỉ của mình và của người khác quá nhiều, quan trọng hóa mọi vấn đề quá nhiều. Rồi đi khi mình đưa ra những nhận định theo chủ quan, theo cái tư tưởng, theo quan điểm của mình, mà cái chủ trương, tư tưởng, quan điểm của mình là người chưa có cái trí tuệ thâm sâu để mà nhận xét, nhận định được. Cho nên đôi khi hay đưa ra những cái nhận định nó không, nó sinh ra những nhận định tiêu cực như vậy. Nên là để bớt cái tâm mà hay dễ khởi lên cái tâm khinh thường, coi thường người khác, thì phải khi mình gặp bất cứ ai hay là người nào thì mình cũng chỉ luôn luôn có cái chánh niệm quán về mọi người ở trên đời, phải có già, có bệnh, có chết. Tức là trong mình luôn luôn chú trọng về cái sự, về cái ý thức về các sự thật. Tức là mỗi người trên đời đều là khổ, đều là vô thường, sinh diệt, đều là khổ, đều là vô ngã, không có cái tự ngã, không có cái tự thể. Khi mình sống với chánh niệm tỉnh giác như vậy thì mình không quá chú trọng những cái hành vi, những cử chỉ, những lời nói của mình và của người khác, thì nó sẽ bớt có cái tâm xăm soi, bớt đi những cái suy nghĩ, nhận xét, phán xét về cái người kia. Cái người kia có những cái cử chỉ như vậy là tốt, hay những cái cử chỉ, những cái hành động, lời nói ấy là xấu. Tức là mình sẽ ít ít có những cái soi mói, có những suy xét ấy đi, thì nó sẽ ít khởi lên cái tâm ngã mạn, sẽ ít khởi lên cái tâm khinh hay là khinh chê người khác, và nó cũng sẽ làm bớt đi những cái nỗi nầm mà mình có thể sinh ra. Cái cách là mình luôn luôn sống trong cái chánh niệm như vậy, luôn luôn sống với cái tâm xả như vậy. Mỗi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Như thế thì mình cũng sẽ bớt đi những cái tâm lý đó. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong Kinh Tăng Chi có đoạn như sau: Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai không nói, không thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai có nói, có thuyết. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Dạ con xin sư cho con hỏi, nếu những người diễn viên đóng vai Đức Phật diễn đạt những lời nói, cử chỉ, điệu bộ không đúng với oai nghi của Thế Tôn, mặc dù họ không cố ý vì không biết, thì có bị xem là xuyên tạc Như Lai không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái đấy nó cũng là xuyên tạc Như Lai, nhưng mà xuyên tạc một cách thụ động do không biết. Thì cái đấy cũng vẫn là xuyên tạc Như Lai. Có một cái người nào đó, người ta đã xuyên tạc trước rồi, và người ta truyền đạt cái tư tưởng xuyên tạc đấy cho mình. Thì bây giờ mình cũng đi theo cái con đường đấy. Đấy là một cái con, nếu như cái con đường đấy là cái con đường dẫn đến khổ đau, dẫn đến sự bất hạnh, nguy hiểm,
mà mình do mình ngu si, mình không biết, mình đi vào thì mình vẫn phải chịu cái sự bất hạnh nguy hiểm đấy, chứ làm sao tránh được. Vậy nên là có những cái người nào người ta phát ngôn ra những cái lời nói, những cái lời nói xuyên tạc đấy, không những bản thân họ được tạo ra sự bất hạnh, mà cái người đấy sẽ tạo ra sự bất hạnh cho nhiều người khác nữa đi theo cái quan điểm, cái tư tưởng ấy. Vậy thì cái người đấy dù thụ động thì cũng vẫn là xuyên tạc như thế, và cái người đấy vẫn là tà kiến, thì người đấy bị tiếp thu cái tư tưởng tà kiến từ người khác, cho nên người đấy cũng vẫn đang sống trong tà kiến và vẫn không đi đến, không đạt được cái sự an vui được, và vẫn đi đến khổ đau như cái người trước. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hồng trên Facebook. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tùy hỷ là gì? Và khi nhìn thấy người khác làm việc thiện, mình tùy hỷ với việc làm ấy, thì phước báo của mình thay đổi như thế nào? Và nếu mình nhìn thấy người khác làm phước báo qua video, mình tùy hỷ với việc ấy, thì có phước báo gì không ạ? Khi mình nhớ, nghĩ đến các việc thiện đã làm trong quá khứ, thì phước báo có tăng trưởng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đó đó chính là tùy hỷ. Mình hiểu được như vậy thì đó chính là cái sự tùy hỷ đó. Khi mà mình thấy một cái người khác làm phước và mình hoan hỷ, mình tán thán, thì cái lúc đấy cái tâm thiện tâm hợp trí tuệ của mình nó cũng tăng lên. Và cái thiện tâm đấy, cái hoan hỷ với cái việc phước đấy, cái việc thiện đấy, và nó khởi lên cái tâm thiện đó, thì đó chính là cái phước của mình có được. Là có những người khi mình nhìn thấy Phật, mình hoan hỷ với Phật, thì mình biết Ngài là một bậc giác ngộ giải thoát, thì đấy cũng là tùy hỷ đó, và đấy cũng tạo ra phước đó. Khi mình nghe pháp mình hoan hỷ, đó là phước đó, đó là thiện nghiệp đó. Khi mình thấy người khác bố thí mình hoan hỷ, khi thấy Bồ Pháp lễ Phật cúng dường mình hoan hỷ, thì đấy đều là tất cả những cái sự tùy hỷ đấy, là cái tâm của mình nó chấp nhận những cái hành động thiện đó, những cái thiện nghiệp đó, mình chấp nhận những cái thiện nghiệp đó, thì nó tạo nên cái phước lành cho mình. Từ cái phước lành đấy là cái phước lành ở cái cõi nhân thiên, gọi là cái phước hữu lậu. Từ cái phước đấy có thể sẽ được hưởng cái phước ở cõi trời và cõi người, có thể nhờ có những người vì tùy hỷ vậy mà sinh lên cõi thiên giới, được hưởng những cái phước lành, sống lâu mạnh khỏe ở chư thiên, hoặc là được hưởng những cái phước ở thế gian, sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp mà ở thế gian này, có nhiều cái tài sản ở thế gian này. Đấy là cái phước tùy hỷ, nó sinh ra tùy theo cái nghiệp thiện ác khác nhau, cái nghiệp khác nhau, cao thấp khác nhau. Cái tâm của mình tùy hỷ mạnh thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp thiện nó mạnh, tùy hỷ yếu thì nó tạo ra cái nghiệp thiện yếu. Nên là một cái người mà làm phước một lần rồi mình luôn luôn nhớ lại và mình hoan hỷ theo cái việc phước đấy, thì mỗi lần mình nhớ lại đấy, cái tâm thiện của mình nó lại khởi lên, và mỗi cái tâm thiện nó khởi lên thì cái phước lành nó lại tăng lên. Vậy nên là có thể hoan hỷ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, nó đều tạo ra cái phước hết. Vậy nên là người nào làm việc phước gì đó luôn luôn nhớ lại cái việc đó, thì đó chính là phước. Nên cái thời điểm lâm chung cận tử ấy, mà người ta phải cố gắng nhớ lại những thiện nghiệp mà người ta đã làm, thì người ta được sinh về cõi này, thì cái nghiệp ấy nó sẽ trổ quả mà người ta được hưởng cái phước đó. Đấy là những cái phước thế gian, phước hữu lậu thì là cái phước tùy hỷ. Còn cái phước tùy hỷ đấy thì nó không đem đến cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn được. Sự giác ngộ giải thoát niết bàn thì nó bắt buộc cái người đấy cần phải tu tập giới định tuệ bằng cái sự công phu của mình để giác ngộ ra. Còn cái tùy hỷ thì nó đem lại cái phước lành hữu lậu ở thế gian. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tu thiền định nếu đạt con tướng nhưng không tu thiền thường xuyên thì có bị mất không ạ? Kết quả tu thiền ở kiếp sống này có được bảo lưu cho kiếp sống sau để tu tiếp tục đi tiếp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. À,
Nếu đạt quang tướng mà người đó chỉ cần dừng lại không nỗ lực tu tập tiếp là mất, mất dễ dàng, mất nhanh chóng ngay. Mới đạt quang tướng là cái tâm bắt đầu nó có một chút tịnh hóa, có một chút thanh tịnh rồi, nó sẽ đạt được. Mà bất cứ một lúc nào nó bị dao động bởi cái môi trường hay bởi cái tâm lý của mình, nó chỉ cần dao động lên một chút là nó cái quang tướng bắt đầu yếu đi. Khi nào tâm ô nhiễm một chút là nó sẽ yếu đi liền, và sẽ dễ dàng, rất dễ dàng. Đạt được thì rất khó, nhưng mà để mất đi thì rất là dễ dàng. Vậy nên là khi muốn giữ được quang tướng đó phải hành một cách thường xuyên, và phải có cái sự phòng hộ, phải có cái sự thận trọng, phải giữ gìn rất là cẩn mật thì mới bảo vệ, mới giữ được cái quang tướng đó. Còn khi mà mình tu tập có được những cái kết quả về thiền định hay kết quả về thiền quán ấy, thì đến lúc chết thì, nó có thể cho cái nó khi mà mình tu tập cái kết quả ấy, nó đang là những cái nghiệp, nó đang là tạo ra những cái nghiệp nhân, và nó sẽ cho ra cái quả báo ở kiếp sau đó, là mình được sẽ được sinh về những cái cõi lành, như cõi nhân hoặc là cõi thiên giới. Nhưng mà khi sinh ra ở những cái kiếp sau ấy, thì chỉ những cái người nào mà đắc được đến các tầng thiền sinh về cõi Phạm Thiên ấy, thì cái kết quả nó mới còn. Còn nếu như một cái người nào mà không sinh về cõi Phạm Thiên mà sinh lại cõi trời hay cõi người, thì cái kết quả đấy nó mất đi. Ví dụ như mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, các cái tầng thiền định đó, hoặc là mình đã phân tích được một số những pháp về thiền tuệ nhưng chưa chứng đắc được đạo quả, thì khi mình sinh ra kiếp sau thì những cái kết quả đấy sinh ra thì nó không còn nữa. Mình muốn thì mình phải thực hành lại, giống như là một ý người mình đã học rất nhiều những kiến thức ở đời này, nhưng mà thường tái sinh sang cái đời sau những kiến thức ấy nó tự nó mất đi, và mình muốn thì mình phải học lại, phải tất cả những kiến thức mình phải học lại từ đầu. Đến những kiến thức thông thường ở thế gian nó cũng vậy thôi, dù kiếp trước mình có học bao nhiêu kiếp này nó cũng quên sạch, và mình phải học lại từ đầu. Thì cũng như vậy, những cái pháp tu thiền thế, bây giờ mình muốn thành tựu lại thì mình cũng phải thực hành lại, chứ có bao giờ có ai sinh ra một cái mà người đấy từ một đứa trẻ mà đã có thiền ngay đâu. Không phải tu tập một thời gian, nhưng mà những người nào đã từng thực hành rồi, đã từng thực hành ở kiếp trước ấy, thì kiếp này hành nó rất là dễ. Thì mình đã hành qua rồi, giống như người ôn lại bài, nó quên đi rồi, sinh sang kiếp này nó quên hết những cái ký ức ở kiếp trước, nhưng mà ôn lại nó rất là dễ nhớ, nên là mình học, mình thực hành lại rất nhanh chóng thành tựu. Còn những người nào kiếp trước mình chưa từng tu tập thì đời này mà tu tập nó sẽ khó hơn, sẽ lâu hơn. Vậy nên là những thiền sinh thực hành thiền sẽ có người hành rất dễ dàng, rất nhanh chóng, không khó khăn, không có vất vả gian nan gì. Nhưng mà cũng có người thì phải một thời gian rất dài, rất lâu và rất vất vả gian nan mới thành tựu, mới có kết quả được. Đó là vì cái sự thực hành ở trong nhiều đời quá khứ mỗi người có khác nhau, cho nên là ở đời này cũng cùng cái sự thực hành như vậy mà cái kết quả nó sẽ đến nhanh chậm và khó dễ khác nhau với từng người như vậy. Thì đấy là cái kết quả của cái đời này đời sau. Thì trừ những người nào mà chứng đắc các đạo quả đấy, ví dụ chứng được sơ quả dự niu đấy, thì nó mới không bao giờ mất. Thì đấy, mà chứng được sơ quả rồi thì sinh ra đời sau vị đấy vẫn là sơ quả, thì cái đạo quả thì nó mới không mất. Còn những cái tầng thiền, còn những cái pháp thiền đấy, thì nó sẽ mất, trừ những người sinh chứng được tầng thiền rồi lại sinh về cõi Phạm Thiên. Khi về cõi Phạm Thiên thì những tầng thiền mình chứng được rồi nó vẫn còn nguyên, nó không mất nữa, thì đấy vẫn an trú ở trong tầng thiền được. Vậy thì nó còn tùy theo cái mức độ thành tựu chứng đắc của mình. Chứng đắc được, có người thì vẫn giữ được, như chứng được các tầng thiền mà sinh về Phạm Thiên giữ được, sinh lại cõi trời cõi người thì không còn giữ được nữa, nên là khác nhau vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả có Le Nguyễn trên YouTube. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ngồi thiền bị cứng mũi thì phải làm sao ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cứng mũi là do mình tập trung quá mạnh vào đầu mũi, do cái sự chú tâm quá căng, cái tâm nó chú ở đấy lâu quá thì nó cứng mũi ra. Cái đấy nó ở mũi thì nó không đáng sợ, nếu cái người nào mà chú tâm trên đầu nhiều thì nó cũng sẽ sinh ra hiện tượng đau đầu. Nhưng là có những người, người ta chú tâm ở mắt nhiều, người ta ngồi thiền một thời gian nó mở mắt thì nó đau mắt, nhức mắt, thì cái đấy mới nguy hiểm. Còn nó ở mũi thì không sao, chỉ mình xả thiền ra cái nó hết.
Nhưng mà cái sự chú tâm căng thẳng như vậy không tốt, không định được sâu, phải để nhẹ nhàng ra, thoải mái ra một tí nữa, đừng để cho nó rơi vào cái trạng thái nó quá. Chú tâm quá thì nó sẽ có cái hiện tượng mà nó cứng, nó rõ ra. Có những người nó cứng hết cả đầu, cả mặt, cả người đó, do người ta gồng cứng quá, gò ép quá, chăm chú quá. Và cái đấy, cái định nó sẽ bị tán loạn do tinh tấn thái quá. Vậy nên là cần nhẹ ra một chút nữa, để tâm nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn, thư giãn ra một chút nữa thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huy trên YouTube. Dạ con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, người thế nào được gọi là người có trí ạ? Con xin chiên sư ạ. Trí thì, cái trí, quan điểm của người ta về người có trí nó nhiều quan điểm khác nhau. Có những người thì như người đời thì người ta cứ thấy là người nào mà thông minh, nhanh nhạy thì người ta gọi cái người đấy là người có trí. Hoặc là có những người thì người ta quan điểm là người nào học rộng biết nhiều, có nhiều kiến thức thì đó là người có trí. Còn trong giáo pháp của Đức Phật thì cái trí này sẽ được phân thành những cái trí về những cái trí về thế gian và những cái trí về suốt thế gian. Hay là có những cái trí là do một cái người đa văn cũng được gọi là người có trí, người học rộng biết nhiều các sự thật nhưng chưa thấy các sự thật đó. Thì cái đấy cũng được gọi là trí, nhưng mà cái trí đấy gọi là thế gian, trí thế gian. Còn có những cái người không cần không dù không học rộng biết nhiều nhưng mà có thể thấy ra được các sự thật, là cái người đấy có thể thấy ra được những cái pháp thâm sâu, như thấy ra được cái thân này là tứ đại, vị ấy thấy ra được các cái tâm tâm sở, thấy ra được các pháp duyên khởi, thấy ra được tính sinh diệt vô thường vô ngã, cho nên vị ấy ni tham, vị ấy đoạn trừ được phiền não, vị ấy chấm dứt được khổ đau. Thì cái trí đấy với là mới được gọi là cái trí tuệ giác, mới được gọi là chánh trí, mới được gọi là cái trí tuệ thâm sâu. Thì Đức Phật đề cao cái trí đó là cái trí nó diệt trừ được vô minh, nó chấm dứt được khổ đau. Thì đấy là những cái người ấy cần phải có cái tuệ giác, hay là cái người đấy phải phát triển được thiền tuệ, tức là phải thành tựu được những cái pháp gọi là liên quan đến thiền tuệ. Thì cái trí đấy cũng được gọi là minh, minh ấy nó diệt trừ được vô minh. Vậy thì nó rất là nhiều những cái mức độ cao thấp của cái trí, hay là cái trí tuệ của con người nó có thấp có cao khác nhau như vậy. Thì mình tùy theo mình hiểu về những người có trí như vậy. Có những người hiểu về các sự thật cũng được gọi là có trí, nhưng mà cái trí đấy chưa đoạn trừ được phiền não trong mình. Còn có những người thấy được sự thật thì cái trí đấy mới cắt đứt được những phiền não trong mình, thì cái trí đấy mới thù thắng hơn. Còn những người mà học rộng biết nhiều, dù là mình học những điều rất là tốt, chân chánh, cao quý, nhưng mà nó không đem đến cái sự đoạn trừ được vô minh. Còn có những cái trí mà nó đưa đến cái sự đoạn trừ vô minh do cái sự tu luyện của mình, thì cái trí đấy cao, rất cao thượng và rất khó đạt được. Dạ con thưa sư, dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Huệ trên Zoom. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi con nhắm mắt và đọc một bài kinh thì sẽ có ánh sáng xuất hiện. Khi con nhắm mắt và suy nghĩ về các bài pháp đã học cũng có ánh sáng, nhưng con hành niệm hơi thở đã lâu vẫn không thể sinh ra ánh sáng mạnh mẽ được. Con xin sư chỉ dạy giúp con tại sao lại có sự sai khác như vậy ạ? Và con nên làm thế nào để có thể tiến bộ hơn trong thiền tập ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái tâm mà, cái người nào mà có thực hành thiền một thời gian, cái tâm nó định tĩnh lên một chút thì nó sẽ có ánh sáng. Khi có ánh sáng rồi thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, vị đó nhắm mắt vào thì nó cũng sáng. Khi vị đó đang đi ngủ vị nhắm mắt nó cũng sáng, khi nghe giảng pháp nó cũng sáng, khi tụng kinh hay làm bất cứ việc gì, ở đâu cũng vậy, vị cứ nhắm mắt vào cái thì nó sẽ sáng được lên.
Nhưng mà có những người thì cái lúc ngồi thiền ấy thì cái ánh sáng ấy nó không phát triển mạnh được, là do cái tâm lý của mình nó không tự nhiên. Lúc ngồi thiền ấy mình có nhiều cái mong cầu quá, nhiều cái tham vọng quá, mình tinh tấn thái quá, mình cứ muốn, hoặc là do mình cứ điều khiển mọi cái muốn nó theo ý mình. Vì vậy nên là cái ánh sáng nó không phát triển, nó không... Còn có những cái lúc mình không hành thiền ấy, mình thấy ánh sáng nó rất là mạnh. Vì cái lúc đó cái tâm lý của mình nó thành, nó tự nhiên, nó thoải mái, cho nên là cái ánh sáng nó sẽ sáng hơn. Vậy nếu như cái lúc ngồi thiền mình giữ được cái tâm lý thoải mái tự nhiên thì mới sẽ tiến bộ nhanh, sẽ cái ánh sáng nó sẽ phát triển nhanh. Nếu mình chú tâm nó đừng thái quá, đừng căng thẳng quá, nên để tâm nhẹ nhàng tự nhiên một chút và cứ duy trì cái sự thực hành đấy thì nó sẽ phát triển lên thôi. Nên là có những người biết cách để mình phát triển cái pháp tu tập của mình lên, nhưng mà cũng có những người thì mình lại có cái tham vọng quá, nhưng mà mình lại sinh ra cái tâm thái quá, chăm chú mong cầu và tinh tấn thái quá, cho nên nó không phát triển được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Nghi trên YouTube. Dạ con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, sao lại gọi là san tham pháp ạ? Con thành kính xin sư ạ. San tham pháp đây là một cái người có cái sự thành tựu pháp ở cái mức độ chưa có cao, cái mức độ còn thấp, cho nên người đó sẽ có cái sự san tham đối với chính cái pháp mà vị đó có. Thì những cái người, những người mà người ta có học ấy, nhất là những người người ta có pháp học mà người ta không muốn chia sẻ cái pháp học đấy cho người khác, vì người ta cứ nghĩ rằng thì mình mới giỏi nhất thôi, mình mà chia sẻ với họ, họ sẽ giỏi hơn mình. Thì đấy chính là san tham pháp, nhất là trong cái môi trường người nào mà về pháp học ấy, nó rất dễ dính vào san tham. Mình biết rằng mình người học rộng biết nhiều, được cái danh vọng lớn, được cái nhiều người kính nể kính trọng. Nếu bây giờ người khác mà cũng giỏi như mình thì cái người đấy sẽ có cái danh vọng hơn mình, và đấy là cái sự san tham, có cái sự không muốn cho người khác giỏi như mình, thì đó là san tham. Và khi có một số người khi thực hành đến các cái pháp hành, ví dụ như pháp thiền, có những người đã chứng đắc được các tầng thiền rồi và người đấy lại vẫn có san tham ấy, không muốn người khác chứng thiền như mình. Người đó có người đến hỏi thì về những cái kinh nghiệm, và có những vị không muốn chia sẻ, không muốn chia sẻ và chỉ sợ, sợ rằng cái người đó người ta cũng đang thiền như mình. Và có trong rất là nhiều cái môi trường tu tập là có cái chuyện đó xảy ra. Thậm chí là có những người đã thực hành đến cả những cái thiền tuệ, thiền quán này cũng vẫn còn cái san tham pháp này, và vẫn còn bỏn sẻ, không muốn chia sẻ, không muốn người khác tiến bộ. Thậm chí người ta còn tìm mọi cách người ta cản trở người khác, không muốn người khác được thành tựu cái pháp như mình. Thì đó là có san tham pháp. Cái san tham pháp ấy nó sẽ hết khi nào cái vị đấy chứng được một đạo quả siêu thế thì nó mới hết. Khi nào chứng được đạo quả siêu thế dù là thấp nhất đi thì vị đó mới không còn san tham pháp, và vị đó lại mong muốn cho người khác được những cái điều như mình, hay là vị đó sẽ muốn cho người khác tiến bộ ở trong giáo pháp. Còn nếu là một phàm phu, một phàm nhân mà thành tựu được một cái gì đó càng quý thì vị đó sẽ càng muốn giữ cho mình. Thế thôi, cũng như ở trên đời mình có một cái gì đó quý báu mình sẽ không muốn chia sẻ cho người khác. Có châu báu vàng bạc ngọc ngà thì có ai đến xin làm gì, cho phải giấu thật kỹ đi chứ. Như vậy với một cái người phàm phu có được pháp thì người đó cũng coi pháp là châu báu ngọc ngà cao quý và muốn giấu cho mình. Chỉ có một cái vị đã nịt được cái tham rồi, giảm bớt đi được cái tham ái rồi, bớt đi được cái chấp thủ rồi thì vị đó mới không còn san tham pháp nữa. Còn lại thì người phàm phu tu tập những cái gì quý vẫn san tham, vẫn muốn giữ cho riêng mình là vậy đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hoa. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con là cư sĩ tại gia, có điều kiện con vẫn đi cúng dường và bố thí, có giữ giới, nhưng thời gian gần đây
công việc buôn bán trì trệ. Mỗi ngày con đều quy y Tam Bảo xin giới, niệm ân Đức Phật, Pháp Tăng, giải tâm từ hướng phước đến chư thiên và chúng sanh ở nơi chú xứ con buôn bán. Dạ, con làm vậy có lợi ích gì không thưa sư? Buôn bán trì trệ, con nghĩ do đời trước con không bố thí, cúng dường nên giờ khó khăn. Như vậy con phải làm sao cho đúng ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Khi mà mình đã cầu cái nợ này thì mình phải buông cái nợ kia. Thì đó cũng là cái lẽ đương nhiên. Như là một cái người, người ta muốn có kiến thức, người ta phải bỏ cái vốn ra, bỏ cái thời gian ra để người ta đi học. Những kiến thức ở thông thường ở thế gian cũng vậy thôi. Khi mình đã đi học rồi thì những cái việc làm lợi ích ở thế gian đấy nó cũng sẽ phải tổn hại chứ. Làm sao mình mong muốn cả hai được. Cả cái mặt là mình vừa muốn có kiến thức, lại vừa muốn có về cái lợi ích về tiền bạc, về vật chất được. Nhưng mà nếu một cái người nào đó biết hy sinh cái hiện tại đó vì cái lợi lạc ở tương lai, người đó mới biết rằng bây giờ mình sẽ bỏ cái thời gian bằng này 5 tháng để đi học, mình phải đầu tư rất nhiều vốn liếng, rất nhiều thời gian, hiện tại sẽ rất là khó khăn. Sẽ phải trì trệ về những công việc khác, nhưng tương lai mình sẽ có sẽ thu hoạch lại được những cái kết quả lớn, những cái lợi lạc lớn, những cái lợi ích lớn. Vì vậy cần phải hy sinh cái hiện tại này vì cái tương lai kia. Thì cũng như thế thôi, rồi mình muốn tu tập vì muốn cái lợi ích rất là lớn đấy. Cái lợi ích này nó lại lớn hơn cả những cái lợi ích của một cái người học những cái kiến thức ở hiện tại này. Đó là những cái phước này, những cái phước báo ở cái về sau này nó sẽ rất là lớn. Vì vậy mình đã đầu tư nhiều cái thời gian, nhiều cái công sức vì cái phước này ở tương lai rồi, thì mình phải chấp nhận có những cái tổn hại ở hiện tại thôi. Còn chỉ có những cái người si mê tà kiến, những cái người mà người ta cầu xin ấy, người ấy, người ta nghĩ là mình tụng kinh rồi sẽ có thần linh, thần thánh, thần Phật, Bồ Tát sẽ ban phước lành, phước báu cho mình. Mai mình đi làm để mua may bán đắt, đạt được công danh sự nghiệp. Rồi bắt đầu cái người đấy mới nghĩ như vậy. Mình tu Phật, mình tu này, Phật thương lắm đây, Bồ Tát thương lắm đây, thần thánh thương lắm đây. Thế rồi chắc là mình, các ngài biết được tâm mình đang muốn gì đây. Mình đang muốn tiền, muốn bạc, muốn cái nọ kia đây. Thì cái tu tập đấy, mình đang đi khởi lên tâm tà. Và mình lại tưởng là tránh. Còn nếu như mình biết rằng mình tu tập thì mình phải chấp nhận như thế. Muốn có những người muốn tu tập những cái pháp cao, người ta càng phải buông xả những cái lợi ích ở hiện tại để người ta vì muốn thành tựu lý tưởng cao ở tương lai, thì càng phải buông cái ở hiện tại này thì mới đạt được. Chứ còn nếu mình muốn cả hai thì mình đang là cái người tham đắm, không tu tập cái tâm lý đấy thì không đúng pháp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Dũng. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi ý nghĩa của từ tỳ kheo là gì ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Bích khu là tỳ kheo. Tỳ kheo thì cái vị đấy có cái ý nghĩa là cái vị đó, tỳ kheo cũng có cái ý nghĩa là vị đó là sắt, là khất thực, sát tặc, tức là diệt trừ những cái phiền não, buông xả cái đời sống thế tục và hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Thì bị tỳ kheo là như vậy, bị có cái ý nghĩa, có cái ý nghĩa của bị tỳ kheo á. Sát tặc là nỗ lực đoạn trừ những phiền não, và cái vị tỳ kheo đấy là cái vị tỳ kheo sống bằng cái hạnh khất sĩ khất thực, tức là sống bằng cái đời sống buông xả hết cái đời sống thế tục để xin ăn và hướng đến cái sự chấm dứt khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Yến. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi hành Bồ Tát đạo, bố thí tiền bạc, thậm chí thân mình thì con có thể hiểu.
nhưng con không hiểu sự bố thí vợ con trong một kiếp tiền thân của Đức Phật là như thế nào ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con thành kính chiên sư ạ. Một vị Bồ Tát thì làm được những việc khó nào, những cái việc mà người đời khó mà làm được, đó là những pháp đại xả thí, những cái mà buông xả, những cái rất là khó. Có thể cái buông, cái khó nhất đó là buông thả được cả cái mạng sống của mình. Cái khó thứ hai là buông xả được một phần mạng sống, như có thể bố thí được mắt. Thì cái đấy là cực khó và vô cùng khó. Rồi có những cái rất là khó nữa, đó là bố thí được cả vợ con, bố thí được cả những cái quốc độ của mình. Vậy là năm pháp đại xả thí của một vị Bồ Tát. Để nói nên cái sự mà có cái sự buông xả rất là cao độ vì cái lý tưởng, vì cái mục đích muốn đạt được cái trí tuệ toàn giác, vị ấy phải làm được những việc khó làm như vậy. Thực ra thì bố thí vợ con và nhà cửa thì nó rất là dễ, nó cũng không khó. Vì muốn nói là trên đời người ta yêu quý nhất ở trên đời đó là vợ con. Mà một vị Bồ Tát có thể buông xả, có thể buông bỏ được, không phải là từ bỏ lại mà có thể cho người khác, người khác đến xin. Như là bây giờ mình có thể bỏ vợ con ở nhà tự sinh sống với nhau đi xuất gia thì đó là một chuyện dễ. Nhưng mà bây giờ mình có thể có một cái người khác, người đàn ông khác, người ta đến, người tôi muốn vợ của ông, xin vợ của ông về làm vợ của tôi, mà cho được mới khó. Đấy mới là gọi là bố thí vợ là như vậy, bố thí con. Vậy có người đến và tôi muốn xin đứa con của ông về để nó làm con tôi, mà mình cho được thì nó mới là khó. Thì mọi thứ khác cũng thế. Thì cái một vị Bồ Tát có thể bố thí được như vậy đấy, muốn nói cái hạnh bố thí bất nghịch ý, ai muốn gì cũng cho cái đó, thì cái điều đó chỉ có Bồ Tát mới làm được, người thường tình không làm được, vì cái hạnh buông xả cao độ của Bồ Tát như vậy. Cho nên nó mới tạo thành những cái phước minh hạnh được đầy đủ, và Ngài mới trở thành một bậc minh hạnh túc, một cái bậc có trí tuệ và có đức hạnh cao thượng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Minh Ngọc. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Dạ, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con về cận tử nghiệp ạ. Con thành kính chiên sư ạ. Cận tử nghiệp là cái nghiệp mà mình tạo nên trong cái lúc mà mình sắp sửa qua đời. Thì có mỗi người khi chết đi rồi sẽ có những cái nghiệp nó sẽ sinh khởi lên trong cái thời điểm mà chết đó. Có những người chết với thường nghiệp là những nghiệp mình làm hàng ngày này. Ví dụ như hàng ngày mình bố thí hay mình lễ Phật hay tụng kinh, và cái nghiệp ấy nó tích lũy lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày. Và lúc chết mình sẽ bắt vào những cái nghiệp thường xuyên mà mình đang làm đấy. Nếu đó là nghiệp ác hay nghiệp thiện, và nó lặp đi lặp lại nhiều, thường nghiệp đấy nó mạnh, thì lúc chết mình sẽ chết với cái thường nghiệp đó. Có những người chết với một cái trọng nghiệp, có thể mình làm một cái việc ác cực lớn, và mình dù mình có làm gì cũng không thay đổi được cái ác nghiệp đấy. Như những người phạm vào tội giết cha, giết mẹ, giết các bậc thánh A-la-hán, phá hợp tâm thân Phật chảy máu, thì chắc chắn chết phải đọa vào địa ngục, vì đó là một đại trọng tội, và chết với cái trọng tội đấy. Có những người thì người ta chết với cái cận tử nghiệp đó, là đến tận lúc chết rồi nó mới khởi lên một cái nghiệp đó. Như là đến lúc chết rồi bị đó mới nhìn thấy Đức Phật, nên vì đó hoan hỷ quá và chết với cái cận tử nghiệp mà đảnh lễ Phật đó. Hoặc là có người lúc chết rồi mới có một cái người đến nghe tụng cho bài kinh rồi hoan hỷ với cái bài kinh ấy quá, và đấy là gọi là cận tử nghiệp. Có những người cả đời chẳng bao giờ biết tu tập, biết làm phước, tự nhiên hôm đấy khởi lên cái tâm đi bố thí hay đi chùa lễ Phật cái cúng giả gì đó, rồi xong hôm đấy gặp sự cố gì đó chết, nhưng cái tâm vẫn còn hoan hỷ với cái thiện nghiệp đó. Tức là cái nghiệp mình vừa mới tạo ra xong cái và mình chết với cái nghiệp đó, cái gọi là cận tử nghiệp. Và rất là nhiều trường hợp, như là tuổi xưa có một cái tên tướng cướp, sống thì đi ăn trộm ăn cắp, cướp giật phá hoại người khác rất nhiều, và chết chắc chắn phải đọa địa ngục chứ không còn con đường nào khác. Thì lúc ấy là bị quan lính nhà vua bắt đem ra pháp trường xử chém rồi. Và lúc đấy ngài Mục Kiền Liên, ngài nghĩ ta độ cho người này thoát địa ngục,
đó là thì ngài mới cái người chết đấy được người thân cho một cái món ăn trước khi bị xử chém để được ăn cái món ăn cuối cùng, và ngài Mục Kiền Liên độ cho người đấy bằng cách ngài đi qua đó. Và cái tên cưỡng cướp này tự nhiên khởi lên cái tâm rằng là cả đời ta tạo ác rồi, chưa bao giờ tạo được nghiệp thiện gì, đây là cơ hội cuối cùng để ta tạo thiện nghiệp, ta sẽ cúng dường cái món ăn này cho cái vị sa môn này, nhờ công đức ấy chắc ta sẽ được hưởng phước lớn. Vì và lúc đấy tự nhiên vị khởi lên được cái ý nghĩ tốt như vậy, vị ấy làm việc tốt như vậy, vị ấy xin phép được cúng dường cái phần ăn của mình, và vị đó bị chém ngay lúc đấy, và vị đó chết và được được sinh và làm chư thiên. Thì đấy được gọi là cái cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp vị đó tạo tác ngay trong cái thời điểm sát cái lúc chết đấy. Đấy là về thiện nghiệp, còn về ác nghiệp cũng vậy. Có những cái người có thể cả đời mình làm thiện nhưng mà đến lúc cuối đời tự nhiên lại đi đi làm một cái việc xấu xa độc ác nào đó rồi chết với cái ác nghiệp đấy, rồi để mà đọa vào địa ngục, uổng phí cái công đã tạo thiện nghiệp cả đời không được sinh về cõi này. Có những người cả đời mình làm việc ác nhưng cuối cuối đời đến lúc gần chết thì làm một việc thiện và mình chết việc thiện lại được sinh về cõi này. Có người cả đời làm lành cuối đời tự nhiên này khởi lên một ý nghĩ ác, một lời nói ác hay một việc làm ác, nhờ vì cái ác đấy nó trổ quả ở cái thời điểm cận tử mà sinh về cõi khổ đau. Đấy được gọi là cận tử nghiệp, là vậy. Như vậy cái cận tử nghiệp ấy nó không mạnh, nó yếu thôi, nhưng mà vì nó nằm ngay ở cái cửa tử ấy, cho nên là nó trổ quả nhanh, giống như cái một người ta nùa một đàn bò vào trong chuồng, và cái con bò mạnh nhất thì nó đi vào trước, con bò yếu nhất thì nó đi vào sau. Vì nó đi vào sau thì nó phải nằm ở sát cửa, sáng hôm sau người ta mở cửa cái thì cái con bò yếu nhất ấy nó lại ra trước. Như vậy có rất nhiều những cái nghiệp thiện ác mình đã làm nhưng mà nó sơ sửa rất lâu rồi, cho nên đến lúc chết nó không trỗi dậy, tâm mình làm nó nhưng mà mình lại quên đi mất rồi, cho nên nó không có cơ hội, nó trổ quả trong lúc chết. Có những cái nghiệp mình vừa làm xong nó cũng chẳng mạnh gì, nó bình thường thôi, nhưng mà nó lại sát cái thời điểm cận tử cho nên mà mình chết thì nó lại chết với cái nghiệp đấy, và cái nghiệp đấy được gọi là cận tử. Vì vậy cho nên là người ta rất thận trọng, rất quan trọng, rất chú trọng cái thời điểm cận tử ấy. Cẩn thận, đừng có để cho cái người hấp hối, cái người sắp chết đấy khởi lên một cái tâm niệm bất thiện gì. Mà phải làm sao để cho người ta khởi lên những cái tâm niệm thiện. Vậy nên là cái người sắp chết đấy, người ta hay mời những cái bậc, những vị sa môn về để tụng kinh, thuyết giảng Phật Pháp, nhờ những bậc thiện tri thức gì. Khuyến hóa, khuyến khích để cho vị đó khởi lên những tâm thiện, hoặc là những người thân ấy cố gắng hướng thiện, làm việc thiện gì đó để cho người đó hoan hỷ việc thiện đó mà ra đi. Còn lúc đấy mà để cho người ta khởi lên những cái tâm bất thiện thì người ta sẽ đọa vào cõi khổ đau. Đấy là cận tử nghiệp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hân trên YouTube. Dạ, con thưa sư, con xin thỉnh sư thứ bảy giảng về 62 tà kiến ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. 62 tà kiến, đến Google đánh 62 tà kiến nó ra hết rồi mà. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Anh Diệp ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi là thời gian chứng đắc của một người trong tương lai có cố định không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thời gian chứng không có cái chuyện cố định về sự chứng đắc được, vì cái căn tánh, cái tâm tánh khác nhau, tức là cái tín của con người nó khác, cái tấn, cái niệm, cái định, cái tuệ, tức là năm cái căn tánh đấy nó khác nhau. Có những người tín thì mạnh nhưng mà cái tuệ yếu, có những người tuệ mạnh nhưng tín yếu, có những người thì niệm mạnh nhưng mà thì tuệ yếu, có những người thì tinh tấn thì mạnh nhưng mà định thì yếu, thì nó có những người định mạnh tinh tấn yếu thì vì cái căn nó khác nhau cho nên là cái sự chứng đắc nó nhanh chậm khác nhau, và cái tâm tánh con người nó khác nhau nữa. Có người tánh tham, tánh sân, tánh si, người tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy, có những cái tánh tình ấy nó khác nhau nữa. Vì vậy cho nên không có sự đồng đều. Một vị Bồ Tát hành các cái đạo Bồ Tát cũng còn khác nhau mà.
Có cái vị 4 A Tăng kỳ kiếp là thành Phật, mà có vị phải 8 A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, có vị 16 A Tăng kỳ kiếp thực hành Bồ Tát đạo mới thành Phật. Vậy thì vì cái tâm tánh, căn tánh khác nhau nên cái sự chứng ngộ chứng đắc nó nhanh chậm khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Hoàng Lộc trên YouTube. Con xin đảnh lễ sư, xin pháp sư cho con hỏi, đức có phải là nhân của phước không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Là nhân của phước cũng có thể hiểu như thế. Những người nào mà người ta có đức hạnh nhé, cái từ đức thì mình có thể hiểu nó là, cũng có thể hiểu rằng đó là từ hạnh. Ví dụ những cái người đấy người ta có cái đức tin thì đó sẽ, người ta sẽ làm phước rất nhiều. Có cái người thì người ta có cái đức tinh tấn thì người ta sẽ làm phước nhiều. Có những cái người người ta có cái đức vị tha thì người ta sẽ làm cái lợi ích cho người khác rất nhiều. Người người ta có cái đức khiêm hạ, đức nhu thuận, đức nhẫn nhục, có thì có rất nhiều những cái đức tính đấy. Thì cái người đấy sẽ làm ra rất nhiều phước. Thì cái câu nói đó rất hợp lý, đức có thể tạo ra phước. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Minh trên YouTube. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một số người chép kinh Địa Tạng được một thời gian thì họ nói là họ bị trổ nghiệp nhiều, lặng và dồn dập. Thì điều này có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nghiệp do chép kinh Địa Tạng này có thể chỉ là cái quan điểm của người đấy mà thôi, và cũng là do cái tâm lý, cái ý thức khi mà cái người đó làm. Vì cái lúc người đó làm những cái việc đó, người đó lại cứ khởi lên những cái tâm lý rằng, nghĩ rằng à, mình làm cái việc này là phước lớn lắm rồi, rồi mình làm việc này mình có thể khiến cho ông bà tổ tiên mình được siêu độ siêu thoát, rồi khiến cho những cái công đức phước lành của mình nó sinh ra nhiều cái ảo tưởng ấy. Trong cái lúc mình làm mình quá ảo tưởng về cái việc đó, việc đó là một việc rất bình thường, nhưng mà mình lại nghĩ rằng đó là một cái việc nó rất là phi thường, nó rất, việc làm đó chẳng có gì là cao thượng, nhưng mình tự lại cho rằng đó là việc cao thượng. Rồi mình cứ gắn những cái việc, những cái mà mình gặp ở trong cuộc sống là cho cái công việc đó. Mình gặp chuyện tốt mình nghĩ ừ, nhờ chép kinh Địa Tạng nên ta gặp may mắn thế này đây. Tốt, khi mình gặp cái việc gì đó không tốt thì mình lại cũng áp ngay cho, áp đặt cho cái việc là do mình chép kinh nên mình gặp những cái rủi ro này đây. Vậy thì cái người đó là đang làm cái việc đó với cái ảo tưởng, thì tốt nhất đừng có làm việc đó nữa, để cho nó thực tế hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Thiện. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trên cõi Phạm Thiên có phân biệt giới tính nam hay nữ không ạ? Con xin sư chỉ rõ hơn cho con biết ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Trên cõi Phạm Thiên, thực ra nếu như mà giới tính thì thường thường là vì Phạm Thiên vẫn là có sắc thân. Có sắc thân thì đương nhiên mà đã là sắc thì nó phải có cái sắc giới tính. Không thể không có sắc giới tính được. Mà vì cõi Phạm Thiên chỉ có một giới tính duy nhất, đó là giới tính nam, không có giới tính nữ. Nhưng mà một người nữ mà sinh về cõi Phạm Thiên, người nữ, nếu mà một người nữ ở cõi người thực hành thiền, đắc thiền, sinh về cõi thiên sẽ là một vị thiên nam, vì đó không phải là thiên nữ. Một người nam ở cõi người sinh về cõi Phạm Thiên cũng là thiên nam. Về cõi Phạm Thiên không có nữ giới, nếu mà nói như vậy thì nó sẽ đúng hơn. Còn cũng có thể nói là cõi đấy không có giới tính nam nữ gì cả, chỉ có một ấy thôi, vì cái cõi đó là không có cái sự ái dục giữa nam và nữ. Bởi vì cái người khi mà thực hành pháp thiền, chú ở trong cái tầng thiền nó không có cái tâm tham ái tham dục. Nhưng một cái người nào mà
cho rằng mình đắc thiền rồi mà trong lúc mình ngồi thiền mà vẫn có tham ái tham dục khởi lên thì là người đó không đúng. Vì thực ra trong cái lúc mình chú vào các tầng thiền, một cái tâm niệm về tham dục không bao giờ nó khởi lên, một cái tâm niệm về nam nữ không bao giờ nó khởi lên cả, và nó cho ra cái quả đó là sinh về cái cõi phạm thiên, là cái cõi hoàn toàn ni dục. Cái cõi đấy suốt trong cái kiếp sống đấy, nhiều đại kiếp ở trong đó, là vì đó không bao giờ, không có khởi lên cái tâm tham dục nam nữ gì cả, vì đấy chỉ có một giới tính thôi. Nói đúng là chỉ có giới tính nam, không có giới tính nữ. Vậy nên là người nào nhìn nhau chỉ nam nam với nhau, không có sinh tham ái với nhau, tham dục với nhau được. Còn những cõi trời với cõi người mới có nam nữ, nên là sinh ra cái ái luyến với nhau. Dạ, con thưa sư, con xin phép được kết thúc phần hỏi pháp và trình pháp ngày hôm nay tại đây ạ. Những câu hỏi còn lại con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Chúng con thành kính tri ân sư ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawakadam vaham hotu idame bunyam nidbanasa pachado hotu mama bunya bhagam sabasathanam pachemi tesabe medamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu, sadu.